Xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Như vậy thì ở trong cái tập 1 trong cái chuỗi clip thầy lấy góc khóa cho các em thì thầy đã nói rồi, nếu bạn nào nôn nóng á thì không bao giờ mà có thể lấy được góc khóa được, tại vì cái kiến thức của môn hóa mà từ lớp 8 tới lớp 12 thì thầy nói các em là vô vàn phong phú. Nó cực kỳ nhiều chủ đề trong đó, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 hay là trong tập 1, tập 2 mà có thể lấy được cho các em được, mà thầy sẽ bằng những kinh nghiệm đi dạy của thầy nhiều năm và bằng cái kinh nghiệm của thầy thì thầy sẽ cố gắng trau dồi lại, cô đọng lại những cái chủ đề mà gọi là hay có ở trên cái đề thi và những cái dạng hóa mà chúng ta rất rất hay gặp. Thầy sẽ hướng dẫn em theo từng tập và từng chủ đề để chúng ta khi mà học tới đâu thì chúng ta sẽ nắm chắc tới đó, chứ đừng mà đã mất gốc rồi mà hệ thống lại kiến thức mà các em nhảy cấp hoặc là đốt cháy giai đoạn thì không bao giờ mà chúng ta có thể lấy được lại gốc, nên em hết sức là chú ý nha. Thì trong clip hôm nay ở tập 2 thì thầy sẽ hệ thống cho các em ở tất cả những gì về phần hóa vô cơ và hữu cơ chúng ta hay gặp nha các em nha. Thầy sẽ xoay cái tờ giấy lại để thầy hệ thống theo cái sơ đồ cây để chúng ta nắm nha. Bây giờ các em thấy là hóa học này thì thầy chia thành hai phần. Thứ nhất là phần vô cơ, phần thứ hai là hữu cơ. Thì đã nói rồi, nếu mà phần vô cơ ấy, thì trong chương trình lớp 8 và đọc học kỳ 1 của năm học lớp 9 chúng ta được học, cũng như là ở chương trình phổ thông thì lớp 10 và lớp 11 cũng gần như là học kỳ 1, giữa kỳ 1 chúng ta học. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang học hữu cơ, đúng không? Hữu cơ. Cứ như thế, vô cơ và hữu cơ nó sẽ xen kẽ với nhau, đang xen với nhau. Và các cái phần bài tập và phần lý thuyết thì nó phần vô cơ và hữu cơ thì nó cũng gần tương đồng, nhưng nó có một số cái đặc thù của nó cũng khác nhau em nha. Thì bây giờ thầy sẽ hệ thống lại một số cái phần mà chúng ta hay gặp ở trên đề thi này. Khi mà trong một đề thi á, ở phần vô cơ và hữu cơ nó luôn luôn nó chiếm hai phần. Phần thứ nhất là phần lý thuyết nha, và phần thứ hai là phần bài tập. Nó lúc nào cũng vậy nghe. Hữu cơ cũng vậy, và nó cũng sẽ có phần bài tập. Thầy chỉ hệ thống đưa ra một số cái mà thầy cho rằng là trong quá trình mà giải đề cũng như là trong quá trình dạy, cửa cả trong sách giáo khoa, sách bài tập và chuyên đề, thì thầy thấy có những cái phần này rất rất là hay gặp. Chúng ta xem thử nó có đúng hay không. Về phần vô cơ ấy, thì cái thứ nhất á, là chúng ta rất rất hay gặp về phương trình. Phương trình ở đây thì bao gồm là cân bằng phương trình, hoặc là lập công thức, lập cái phương trình phản ứng. Trong đó là chúng ta điền thêm bớt chất, rồi thêm chất vào, cộng chất vào, rồi cân bằng hệ số, đúng không? Và một cái về phương trình nữa mà chúng ta rất rất hay gặp và lúc nào cũng có, đó chính là cái chuỗi phản ứng. Chuỗi phản ứng nghĩa là ví dụ như là từ carbon C rồi tới CO2 rồi tới H2CO3 rồi tới gì đấy, thì chúng ta sẽ dựa vào những kiến thức của mình về tính chất hóa học và phương trình phản ứng để chúng ta làm, đúng không? Cái này rất là hay gặp này. Cái thứ hai mà chúng ta cũng rất hay gặp nữa, đó chính là phần nhận biết. Nhận biết trên đề bài á, thì người ta hay ra như này, ví dụ cho bốn lọ mắc nhãn sâu, ví dụ như NaCl, H2SO4, NaOH, barisulfat chẳng hạn, 3SO4 đấy, bằng kiến thức đã được học thì viết phương trình gì nhận biết các chất mắc lọ mắc nhãn sâu hay gì đấy, trên đề bài nội dung như thế, thì chúng ta cần phải có một cái phần cái bảng gọi là bảng tính tan ở trong cái bảng hệ thống tuần hoàn, và chúng ta phải biết được cái màu sắc của nó là những cái màu gì, trạng thái là gì, phương trình phản ứng ra sao, thì thầy cũng sẽ làm theo những cái chủ đề này để chúng ta nắm nha. Một phần nữa đó chính là cái này thì nó cũng gần như là nhận biết, đó chính là phần tách chất, nhưng mà phần này nó lại khó hơn phần nhận biết em. Tách chất nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta vừa nhận biết chất và vừa phải thu hòa lại cái chất đó. Ví dụ chúng ta muốn nhận biết barisulfat, chúng thầy loại muốn tách chất ở trong đó, ví dụ các khí, hỗn hợp khí hay là hỗn hợp dung dịch, thì
chúng ta cần phải nhận biết trước nó cái đã, sau đó chúng ta bằng biện pháp nào đó chúng ta thu hồi nó lại. Thu hồi lại thì nó khó hơn phần nhận biết này, cái việc thu hồi. Còn nhận biết thì chúng ta chỉ việc nhận biết là cái dấu hiệu nó là về gì các em, về cái trạng thái nó là về màu sắc hay là kết tủa hay là về trạng thái là về khí đó, thường là như thế, được chưa? Một cái dạng nữa mà chúng ta rất là hay gặp đó chính là phần điều chế. Điều chế nghĩa là từ các cái vật dụng cần thiết, từ hóa chất cần thiết người ta cho, ví dụ từ carbon người ta yêu cầu điều chế các em, điều chế là các canxi carbonate chẳng hạn, thì chúng ta cần phải viết cái chuỗi phản ứng ra để từ một cái chất ban đầu mà chúng ta có thể điều chế ra những cái chất mà theo yêu cầu ở đề bài đó. Thì bốn cái anh này rất rất là hay gặp ở trong cái phần lý thuyết. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái chủ đề khác mà nó phát sinh, ví dụ như là hiện tượng này, hiện tượng hóa học này, hiện tượng hóa học, hoặc là các loại phản ứng. Ví dụ như thường ở chương trình lớp 8, thường người ta đưa ra một phản ứng đó, người ta yêu cầu các em xác định đây là thuộc loại phản ứng là gì, ví dụ hóa hợp hay là phản ứng oxy hóa khử hay là phản ứng thế hay là phản ứng cộng, đúng không nào, vân vân và vân vân, thì chúng ta học chúng ta phải mới biết được đó. Ok, đây chính là thầy hệ thống lại cái phần lý thuyết ở trên cái phần hóa vô cơ mà chúng ta hay gặp. Ngoài ra còn có một số cái phát sinh nữa, nhưng mà cơ bản là bốn cái thằng này là chúng ta rất rất hay gặp, được chưa? Còn về phần bài tập thì thầy nói với em là cực kỳ nhiều luôn, bài tập cực kỳ nhiều bài tập, ví dụ như là một dữ kiện này ha, một dữ kiện này, hai dữ kiện là bài dư thiếu nè, hai dữ kiện là dư thiếu nha. Trên một bài toán thì người ta cho hai dữ kiện thì chúng ta phải so sánh chất nào dư chất nào hết, từ đó thì chúng ta làm đúng nào, hoặc là xác định công thức phân tử đúng nào, ok, hoặc là tăng giảm khối lượng. Ở cái này thì chương trình lớp 9 này, tăng giảm khối lượng này, hoặc là dạng bài toán về hệ phương trình đúng nào, hoặc là bài toán về hiệu suất, hoặc là về xác định muối trung hòa hoặc là muối axit, ví dụ cho CO2 vào dung dịch kiềm NaOH chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta phải tính toán và so sánh cái tỷ lệ số mol, sau đó chúng ta kết luận cái sản phẩm nó là một muối muối axit hay là muối trung hòa hoặc là đồng thời cả hai muối. Nó rất là nhiều cái dạng toán ở trong đó em, thì vân vân và vân vân nha. Thì thầy cũng sẽ làm cứ mỗi cái chủ đề thầy sẽ cho bài tập rồi hướng dẫn lại chi tiết để cho các em có một cái nhìn tổng quát về cái phần bài tập để chúng ta lấy lại gốc, được chưa? Còn sau này chúng ta lấy lại gốc rồi á, giống như thầy hồi chương trình lớp 8, lớp 9 mà thầy bị mất gốc em, thì sau khi mà lên lớp 10 chúng ta đã lấy lại gốc rồi, thì chúng ta sẽ mua sách chuyên đề bài tập mà phương pháp giải các kiểu, thì về nhà chúng ta tự làm thôi. Khi tại vì chúng ta nhìn vào, khi mà chúng ta đã có gốc rồi á, thì chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy rất là dễ hiểu. Nghĩa là từ bước 1 qua bước 2 qua bước 3 thì xem thử là người ta sẽ làm cái gì và tại sao nó lại ra được như vậy, thì khi đó chúng ta không cần hỏi ai cả mà chúng ta sẽ tự biết, và khi đó chúng ta có khả năng tự học được, hiểu không nào? Mục đích của thầy là sẽ hướng tới cái việc đó, chính là chúng ta tự học sau khi mà thầy đã lấy lại gốc cho các em rồi, được chưa nào? Về phần hữu cơ thì cơ bản nó cũng giống như cái phần vô cơ đây, về phần lý thuyết này nha, nó cũng giống cái phần vô cơ, thì nó cũng có là phương trình chuỗi phản ứng, nhận biết tách chất điều chế các kiểu. Nhưng ở trên phần hữu cơ á, nó có một cái rất đặc biệt, đó chính là chúng ta viết công thức hóa học, thay loại viết công thức cấu tạo. Ví dụ như người ta cho công thức, ví dụ như là công thức C3H8 chẳng hạn, người ta yêu cầu các em viết công thức cấu tạo của cái anh thuộc cái dãy đồng đẳng của anh can này, hoặc là C3H6 hoặc là C3H4 đó. Chúng ta đọc tên này, viết công thức cấu tạo này, viết phương trình phản ứng,
Những cái đấy là rất là hay gặp ở trên chương trình hóa hữu cơ em nha. Đấy. Đọc tên danh pháp, xác định chuỗi đồng đẳng, ok, nhận biết tắc chất, vân vân và vân. Còn về phần bài tập á, thì thấy về phần hóa hóa hữu cơ á, thì cơ bản thì nó cũng có những cái phần này giống như vô cơ, nhưng có một phần mà rất rất đặc trưng của cái anh hóa hữu cơ này, đó chính là cái việc đi tìm công thức hóa học, công thức hóa học của một cái hợp chất A hay là hợp chất X nào đó, khi người ta cho khối lượng của CO2, khối lượng của nước, vân vân, tùy theo cái dạng toán mà chúng ta, từ đó chúng ta có cái hệ thống công thức để chúng ta làm. Sau khi người ta tìm xong là người ta thường người ta yêu cầu em viết công thức cấu tạo hoặc là viết phương trình phản ứng với benzen hay là với brom hay như nào đấy, phương trình phản ứng với một hợp chất người ta đã chọn sẵn, thì thầy cũng sẽ làm theo cái hướng này để mà giúp cho các em có cái nhìn tổng quát về cái việc mà chúng ta lấy lại gốc hóa được nè. Chứ còn không biết là thầy dạy theo cái hướng này đã đi đúng hướng chưa, không biết. Thì nếu đúng hay không đúng thì các em cũng comment để xem thử thầy đã đi đúng hướng chưa, đã hệ thống như vậy đã đầy đủ chưa. Nếu chưa đầy đủ thì chắc các em bổ sung giùm thầy ở trong phần comment. Cho theo thầy nghĩ, kinh nghiệm của thầy thì gần như là những cái vấn đề mà thầy liệt kê và đưa ra thì gần như nó cũng là khá là đầy đủ ở trong cái chương trình hóa phổ thông. Còn nói về mở rộng ra thì nó có rất là nhiều dạng ở trong đó nghe, dạng này dạng kia, nhưng cơ bản xoay quanh lại thì nó cũng rơi vào những kiến thức này. Từ đó chúng ta mở rộng ra bằng cách chúng ta sẽ tự học ở trên mạng, tìm tài liệu trên mạng, mua sách chuyên đề các kiểu về chúng ta hệ thống lại, có được không nào? Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Sau đó trong clip ở tiết 3, ở tập 3, thì thầy sẽ đi vào từng chủ đề một để mà thầy sẽ giúp cho các em lấy lại kiến thức. Và đặc biệt là chúng ta cần phải mua giùm thầy cái bảng hệ thống tuần hoàn. Cái bảng hệ thống tuần hoàn này rất là rẻ, cái 5.000 một bản thôi, nhưng nó khá là quan trọng đối với các em khi mà chúng ta học hóa, và cần có cái bảng này kẹp vào ở trong sách để mà chúng ta khi cần tới là chúng ta phải sử dụng nó em nha. Cái bảng hệ thống tuần hoàn này rất là quan trọng luôn, mặc dù tuy cái 5K thôi rất quan trọng nha, thực sự là như thế. Đặc biệt là cái bảng tính tan cũng như là dãy điện hóa của kim loại. Khi nào cần mấy em giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng AFIO, đúng chưa nào? Được chưa? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ đi vào phần từng chủ đề một để mà hướng dẫn cho các em. Ok.